không phải là một ngày đẹp trời, chúng ta hãy chèo thuyền xuống suối. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông, rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông, rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông, nếu băng thề cá sâu nổi lên đừng quên là to. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông, nếu băng thề cá sâu nổi lên đừng quên là to. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông, rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông, rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ. Chào các em, hãy để cho người nông dân nói với các em về cây cầu London Bridge nhé. London Bridge đang đổ xuống đó, đổ xuống đó, đổ xuống đó. London Bridge đang đổ xuống đó, một cô gái đẹp xây nó lên bằng gỗ và đất, gỗ và đất, gỗ và đất, xây nó lên bằng gỗ và đất, một cô gái đẹp. Gỗ và đất được rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ. Gỗ và đất được rửa sạch sẽ, một cô gái đẹp xây nó lên bằng gạch và vừa, gạch và vừa, gạch và vừa, xây nó lên bằng gạch và vừa, một cô gái đẹp. Gạch và vừa sẽ không chịu được đâu, không được đâu, không được đâu. Gạch và vừa sẽ không chịu được đâu, một cô gái đẹp xây nó lên với sắt và thép, sắt và thép, sắt và thép, xây nó lên với sắt và thép, một cô gái đẹp. Sắt và thép không bị uốn cong, bị uốn cong, bị uốn cong. Sắt và thép không bị uốn cong, một cô gái đẹp xây nó lên bằng bạc và vàng, bạc và vàng, bạc và vàng, xây nó lên bằng bạc và vàng, một cô gái đẹp. London Bridge đang đổ xuống đó, đổ xuống đó, đổ xuống đó. London Bridge đang đổ xuống đó, một cô gái đẹp. Không phải là một ngày đẹp trời, chúng ta hãy chèo thuyền xuống suối. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông, rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông, rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông, nếu băng thề cá sâu nổi lên đừng quên là to. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông, nếu băng thề cá sâu nổi lên đừng quên là to. Chèo
chèo chèo thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ. Nhìn kìa, đó là một con nhện đáng sợ. Nhện XTBCD lên trên vòi nước kìa. Và cơn mưa đến cuốn trôi nhện ta ra ngoài. Mặt trời soi sáng hong khô một cơn mưa rào. Và nhện XTBC tiếp tục lại leo lên vòi. Ô, con nhện thật là vui. Nhìn ICBC đi lên trên vòi nước kia. Và cơn mưa đến cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời soi sáng hong khô một cơn mưa rào. Và nhìn ICBC tiếp tục lại leo lên vòi. Con nhện không bao giờ bỏ cuộc, đúng không các bạn? Nhìn ICBC đi lên trên vòi nước kia. Và cơn mưa đến cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời soi sáng hong khô mỗi cơn mưa rào. Và nhìn ICBC tiếp tục lại leo lên vòi. Cô Bully yêu búp bê của cô ấy. Búp bê của cô Bully bị bệnh rồi rồi rồi. Vì thế cô ấy lên gọi bác sĩ nhanh nhanh. Và bác sĩ đến với túi to và cây non. Ông ấy đưa cánh tay lên gõ cửa thật thật. Ông xem búp bê và ông ấy lắc đầu. Và nói Bully hay đặt cô bé xuống đó. Rồi viết lên giấy cho một viên thuốc uống. Sáng mai sẽ quay lại với hóa đơn thành toàn. Sáng mai sẽ quay lại với hóa đơn thành toàn. Cô Bully có dễ thương không nào? Mình là các dạng hình học. Bạn có thể thấy chúng tôi ở khắp mọi nơi. Tôi là hình vuông, tôi là hình vuông. Bạn sẽ thấy tôi ở khắp nơi. Tôi có bốn góc xung quanh. Và tôi là hình vuông. Tôi hình tròn xoe, tôi hình tròn xoe. Tôi lăn tròn xoe xung quanh. Tôi chỉ có một cạnh thôi. Và tôi là hình tròn. Tôi là tam giác, tôi hình tam giác. Tôi có ba đỉnh trên đầu. Tôi có ba bên hông. Và tôi là hình tam giác. Chúng mình là các dạng hình học. Bạn có thể thấy chúng tôi ở khắp mọi nơi. Tôi là chữ nhật, tôi hình chữ nhật. Tôi trông giống như hình vuông. Nhưng tôi cao hơn hình vuông. Và tôi là hình chữ nhật. Tôi là ngôi sao, tôi hình ngôi sao. Bạn sẽ thấy tôi ở trên trời. Tôi có đến 5 cánh tay. Và tôi là hình ngôi sao. Tôi hình tim, hình trái tim. Tôi cong và rất thông minh. Tôi cũng rất đáng yêu. Và tôi là hình trái tim. Tôi là kim cương, tôi hình kim cương. Trên nhẫn bạn sẽ thấy tôi. Tôi bóng và rất trói trang. Và tôi là hình kim cương. Chúng mình là các dạng hình học. Bạn có thể thấy chúng tôi ở khắp mọi nơi. Chúng mình là những dạng hình học. Chúng tôi là gia đình ngón tay. Ngón tay cha, ngón tay cha, bạn ở đâu?
tôi ở đây, tôi ở đây. Bạn có khỏe không? Ngón tay me, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay chi, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Tất cả lên xe buýt nào. Tất cả lên xe buýt quay tròn quay tròn, quay xung quanh quay vòng tròn. Tất cả lên xe buýt quay tròn quay tròn, đi về thành phố. Gạt nước trên xe buýt quay vu quay vu, quay vu vu quay vu vu. Gạt nước trên xe buýt quay vu quay vu, đi về thành phố. Người trên xe buýt thì chát 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 chát, chuyên chuyên cho người trên xe buýt thì chát chát chát, đi về thành phố. Gọi trên xe buýt kêu bíp 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 bíp. Gọi trên xe buýt kêu bíp bíp bíp, đi về thành phố. Những đứa trẻ trên xe buýt khóc oa 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 oa. Những đứa trẻ trên xe buýt khóc oa oa oa, đi về thành phố. Những ba mẹ trên xe buýt thì ch 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 ch. Những ba mẹ trên xe buýt ch 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 ch, đi về thành phố. Tất cả bánh xe buýt quay tròn quay tròn, quay xung quanh quay vòng tròn. Tất cả bánh xe buýt quay tròn quay tròn, đi về thành phố. Năm chú chó con trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: cho con trên giường không được nhảy lon ton. Bốn chú cho con trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: cho con trên giường không được nhảy lon ton. Ba chú cho con trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: cho con trên giường không được nhảy lon ton. Hai chú cho con trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: cho con trên giường không được nhảy lon ton. Một chú cho con trên giường nhảy lon ton, làm chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: cho con trên giường không được nhảy lon ton.
có 10 bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Chín, chín, có trên bàn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Tám, tám, có 8 bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Bảy, bảy, có 7 bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Sáu, sáu, có 6 bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Năm, năm, có 5 bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Bốn, bốn, có 4 bàn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Ba, ba, có 3 bàn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Hai, hai, có 2 bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Một, một, có 1 bàn trên giường và bàn lại lát to. Chúc ngủ ngon. Chúng tôi là gia đình ngón tay. Ngón tay cha, ngón tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay anh, ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay chi, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Kèo quá.
lần dân kêu ốt 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 ốt, con lừa thì kêu hao hao hi hao, ngựa vàng hi hi vàng hi hi hi. Đây là những âm thanh thú vật, đây là những âm thanh thú vật. Linh cầu cười to ha ha ha, răng thì kêu suýt 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 suýt, khâu gió thì kêu gâu 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 gâu, cho thôi thì chú lần vì nè kêu chít chít chít, ế thì kêu ấp 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 ấp, sọc thì nghiện răng kít kít kít, và ông kêu vu 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 vu. Đây là những âm thanh thú vật, đây là những âm thanh thú vật. Ông McDonald có một trang trại, E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con gà, E-I-E-I-O. Gà thì kêu chích chích, và gà kêu chích chích. Đây chích kia chích, khắp mọi nơi chích chích. Ông McDonald có một trang trại, E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại, E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài chú chó già, E-I-E-I-O. Chó thì kêu gâu gâu, và chó kêu gâu gâu. Đây gâu kia gâu, khắp mọi nơi gâu gâu. Ông McDonald có một trang trại, E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại, E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con lợn, E-I-E-I-O. Lợn thì kêu ấn ấn, và lợn kêu ấn ấn. Đây ấn kia ấn, khắp mọi nơi ấn ấn. Ông McDonald có một trang trại, E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại, E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con ngựa, E-I-E-I-O. Người thì đi bên đây, và người hi bên kia. Đây hi kia hi, khắp mọi nơi hi hi. McDonald có một trang trại, E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại, E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con bò, E-I-E-I-O. Bò thì kêu mu mu, và bò kêu mu mu. Đây mu kia mu, khắp mọi nơi mu mu. Ông McDonald có một trang trại, E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại, E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con vịt, E-I-E-I-O. Vịt thì kêu quack quack, và vịt kêu quack quack. Đây quack kia quack, khắp mọi nơi quack quack. Ông McDonald có một trang trại, E-I-E-I-O. Chú heo con trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho, và bác sĩ la: heo con trên giường không được nhảy lon ton. Bốn chú heo con trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho, và bác sĩ la: heo con trên giường không được nhảy lon ton. Ba chú heo con trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho, và bác sĩ la: heo con trên giường không được nhảy lon ton. Hai chú heo con trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho, và bác sĩ la: heo con trên giường không được nhảy lon ton. Một
chú heo con trên giường nhảy lon ton, làm chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là heo con trên giường không được nhảy lon ton. Chú vịt con đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quạc 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 quạc, nhưng có bố chú vịt cùng nhau quay về. Bốn chú vịt con đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quạc 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 quạc, nhưng có ba chú vịt cùng nhau quay về. Ba chú vịt con đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quạc 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 quạc, nhưng có hai chú vịt cùng nhau quay về. Hai chú vịt con đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quạc 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 quạc, nhưng có một chú vịt quay về mà thôi. Một chú vịt con đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quạc 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 quạc, nhưng tất cả năm chú vịt cùng nhau quay về. Chúng tôi là gia đình ngón tay. Ngón tay cha, ngón tay cha, bạn ngã đồ. Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, bạn ngã đồ. Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay anh, bạn ngã đồ. Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay chị, bạn ngã đồ. Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay em, bạn ngã đồ. Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Mary có một chú cừu con, chú cừu con, chú cừu con. Mary có một chú cừu con, chú có lòng trắng như tuyết. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, Mary đi, Mary đi. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, cô ta lon ton theo sau. Chú theo Mary đi học một ngày. Chú theo Mary đi học một ngày, như thế không đúng bao giờ. Cừu con chơi đùa cùng với bọn trẻ, chơi rất vui, cười rất nhiều. Cừu con chơi đùa cùng với bọn trẻ, vì thấy cừu con ở trường. Và sao vì liền đuổi chú ra xa, đi ra xa, đi ra xa. Và sao vì liền đuổi chú ra xa, nhưng chú vẫn nan ở lại. Chú vẫn chờ kiên nhẫn ở đó, kiên kiên kiên, nhẫn nhẫn nhẫn. Chú vẫn chờ kiên nhẫn ở đó, đến khi Mary ra về. Tại sao cô thường yêu thương Mary, yêu Mary? Tại sao cô thường yêu thương Mary? Trẻ con thắc mắc hỏi cô. Bởi Mary thường yêu thương cứu con, bạn ấy biết.
cừu con biết bởi Mary thường yêu thương cừu con. Cô giáo nói với học trò, Mary có một chú cừu con, chú cừu con, chú cừu con. Mary có một chú cừu con, chú có lông trắng như tuyết. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, Mary đi, Mary đi. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, cô ta lon ton theo sau. Johnny, con đang làm gì vậy? Johnny, Johnny dân papa, ăn đường phải không không papa? Nói lào phải không không papa? Mở miệng ra mau, ha ha ha. Johnny, con đang làm gì vậy? Johnny, Johnny dân papa, ăn đường phải không không papa? Nói lào phải không không papa? Mở miệng ra mau, ha ha ha. Chuck và Jill cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Chuck ngã lăn và nói đau đau, và Jill cũng tiếp tục ngã lăn. Lúc đó anh Chuck thì nói với Jill, hãy nắm tay anh và đừng dậy. Thôi thì cuối đi, mình sẽ không sao, hãy tiếp tục mình lấy nước. Chuck và Jill cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ, mang nước sạch trong về cho mẹ yêu. Cảm ơn các con mẹ rất nhiều. Chuck bị đau không thể chạy nhanh như lúc trước đây anh từng chạy. Và bác của Chuck băng đầu anh ấy với dâm ăn và dây nâu. Và Jill nhìn thấy cô ấy cười to, nhìn thấy giấc quần quanh trên đầu. Chưa bị mẹ la, đánh đòn thật đau, bơi cười anh giặc đang khổ đau. Một, hai, buộc dây dây đi. Ba, bốn, gọi cánh cửa to. Năm, sáu, nhặt que lên đi. Bảy, tám, chạy chung ra sân. Chín, mười, một chú gà béo. 11, 12, đào và sợi. 13, 14, nhân viên phục vụ. 15, 16, họ trong nhà bếp. 17, 18, họ chờ thức ăn. 19, 20, dìa trong chân rồi. 1, 2, buộc dây dây đi. 3, 4, gọi cánh cửa to. 5, 6, nhặt que lên đi. 7, 8, chạy chung ra sân. 9, 10, một chú gà béo. 11, 12, đào và sợi. 13, 14, nhân viên phục vụ. 15, 16, họ trong nhà bếp. 17, 18, họ chờ thức ăn. 19, 20, dìa trong chân rồi. Trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la, bé con trên giường không được nhảy lon ton. Trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la, bé con trên giường không được nhảy lon ton. Bé trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la, bé con trên giường không được nhảy lon ton. Hai bé trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ
gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Một bé trẻ con trên giường nhảy lon ton làm bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Thật đáng thương, hôm thi đùm thi anh ấy luôn bị ngã. Thùm thi ngồi trên bức tường, hùm thi thùm thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to vào quân lính của nhà vua không thể kẹp hùm thi một lần nữa nguyên vẹn. Hùm thi thùm thi ngồi trên bức tường, hùm thi thùm thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to vào quân lính của nhà vua không thể ghép hùm thi một lần nữa nguyên vẹn. Hùm thi thùm thi ngồi trên bức tường, hùm thi thùm thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùm thi một lần nữa nguyên vẹn. Hùng thi thùng thi ngồi trên bức tường, hùng thi thùng thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùng thi một lần nữa nguyên vẹn. Ô, chúng tôi thích ăn rau, bạn có thích không? Rau tươi xanh, tôi yêu bạn. Giống con ong yêu mật ong, tôi yêu bạn. Tôi thích ăn kẹo ngọt và kem mát lạnh. Nhưng khi tôi ăn được nhiều rau củ, tôi rất vui vẻ. Rau tươi xanh, tôi yêu bạn. Giống con chuột yêu pho mát, tôi yêu bạn. Tôi thích ăn mứt thơm và dâu tây ngọt. Nhưng khi tôi ăn được nhiều rau củ, tôi rất vui vẻ. Rau tươi xanh, tôi yêu bạn. Giống con cá yêu mặt nước, tôi yêu bạn. Tôi thích ăn chuối to và sô-cô-la. Nhưng khi tôi ăn được nhiều rau củ, tôi rất vui vẻ. Rau tươi xanh, tôi yêu bạn. Giống con chim yêu trời xanh, tôi yêu bạn. Tôi thích ăn bánh mì và khoai tây chiên. Nhưng khi tôi ăn được nhiều rau củ, tôi rất vui vẻ. Bạn có biết bảng chữ cái không? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y N G. Và giờ đây tôi biết ABCs. Sắp tới đây bạn không hát với tôi.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y N G. Và giờ đây tôi biết ABC. Sắp tới đây bạn không hát với tôi. Hãy tìm hiểu về những từ trái nghĩa. Vui vẻ. Buồn. To lớn. Nhỏ. Nóng. Lạnh. Xa. Gần. Đêm. Ngày. Ngắn. Dài. Xin chào. Tạm biệt. Bạn đã nghe về con nhện chưa? Nhìn in si quyền si đi lên trên cây voi nương. Và cơn mưa đen cuốn trôi nhện ta ra ngoài. Mặt trời thời tang hong khô mọi cơn mưa rào vặt. Nhìn in si quyền si tiếp tục lại leo lên voi. Nhìn in si quyền si đi lên trên cây voi nửa. Và cơn mưa đen cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời thở sang hong khô mọi cơn mưa sao vặt. Nhìn in si quyền si tiếp tục lại leo lên voi. Nhìn in si quyền si đi lên trên cây voi nửa. Và cơn mưa đen cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời thoi sang hong khô mọi cơn mưa rào và nhìn in si quyền si tiếp tục lại leo lên voi. Chúng tôi là gia đình ngón tay. Ngón tay cha, ngón tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay chi, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Chú khi còn trên giường nhây lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: khi con trên giường không được nhảy lon ton. Bốn chú khi còn trên giường nhây lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: khi con trên giường không được nhảy lon ton. Ba chú khi còn trên giường nhây lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu.
mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là khi con trên giường không được nhảy lon ton. Hai chú khi con trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là khi con trên giường không được nhảy lon ton. Một chú khi con trên giường nhảy lon ton, làm chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là khi con trên giường không được nhảy lon ton.